Hello, xin chào tất cả quý vị và quý bạn. Buổi chiều hôm nay thì mình sẽ giới thiệu và review đến quý vị và quý bạn những cái chiếc loa bát rời cực kỳ xịn sò luôn của JB các anh nha. Trước mắt quý vị và quý bạn là 4 cặp loa bát 30 của JB từ 220 con 100. Loa gửi eBay về nó gì có thiếu sốt luôn. Hầu như nó mới sản xuất các bạn. Đẹp luôn. Tất cả vòng cao su còn đầy đủ hết các bác nhá. Vòng cao su còn đầy đủ hết. Đó. Đây là chiếc chiếc 30. Màng sờ vẫn còn dính tay luôn các bác nha. Đây này, chỉ có bụi vào thôi. Cực kỳ đẹp, cực kỳ xịn sò luôn. Bát 30 từ 220 con 100. Để thì mình sẽ lật lên cho quý vị xem. Đây là côn và nhện này. Đó. Ý. Chà, lặng lặng đổ, lặng kinh khủng. Như mới tinh 2204H 8 ôm. Vẫn còn cả cao su bọc nhé mọi nha. Vẫn còn cả cao su bọc ngoài này. Đấy. Nó mới mức độ này. Chưa lần nào mà mua được cái lô loa bát nó đẹp mức độ như này. Như mới tinh, các bác nhìn thấy cái xương. Đây là chiếc thứ hai, bụi bặm nguyên vừa về ngoài vừa bóc. Ta chụp ảnh alo các bác qua đấy. Đây các bạn, đều tăm tắp nhé. Cực kỳ xịn sò, tem nhôm. Từ 220 các bạn nhé, từ 220 côn 100 nhé. Quá đẹp, không phải đẹp. Đẹp, 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 ngỡ ngàng luôn. Thơm lắm các bạn nha, cực kỳ thơm luôn. Quá ngửi con thơm điếc mũi luôn. Đó. Thơm lắm. Ý, dạ. Đấy, em bị cái quay côn nhện nhé các bạn. Nặng quá bọn mình quay hay lạ. Hơi khó. Bụi là về nguyên tây là nguyên nha mọi người. Cực kỳ xịn sò. Hai gân đời là hai gân luôn nha. Bát cực mềm luôn. Đời ba gân này là tiếng bát nó cứng hơn. Đời hai gân là bát mềm luôn. Các bác mà dùng có một đôi thùng 30 nào nâng cấp này, hay là mua đôi bát này về làm súp hơi này, thì phải nói là quá đẳng cấp các bạn nhé. Không thể nào mà chê được những cái lò bát như này, chưa bao giờ có, mới bộ thôi, quá mới, người mới. Tụi một cái thì cài lại. Quá đẹp đúng không ạ? Duy nhất có 4 đôi các bạn nhé. Đấy. Nó vẫn còn cả cái văng này này. Văng này vẫn đi theo này. Tháo thùng loa đấy. Thùng loa mà kiểu dạng như là nó hỏng ấy. Không thì người ta sẽ phá ra. Đây. Văng vẫn còn nguyên. Đó. Và một xu vẫn còn nguyên. Cái này phải hai tay thì căng được thôi nhé. Hai tay thì mới căng nó ra được. Cực kỳ đẹp. Duy nhất 4 đôi thôi. Thì giá hiện tại bên Tín Mi đang đưa ra cho các bác là cực kỳ hợp lý luôn. 12 triệu một cặp bao ship toàn quốc. 12 triệu một cặp bao ship toàn quốc cho các bác. Đó. Giá thì nó quá hợp lý rồi. Bác hôm trước nhiều bác hỏi bác 30 từ 220 100 về là lắp vào loa full gì ấy, nâng cấp lên ấy. Phải nói những cái đời này nó thì các bác không phải lăn tăn gì. Chưa bao giờ tìm được cái đôi nào nó mới bộ ngồi này. Cực kỳ mới luôn nhá. Để bác nhìn cái thắt phi này. Trắng tinh luôn. Thắt phi trắng tinh luôn. Tất cả đều còn cả cái ốp cao su hết nhá. Đấy, ốp cao su này.
tất cả đều còn hết. Giá thì vô cùng hợp lý rồi. 12 triệu một đôi, bao ship cho bác toàn quốc. Bác nào có sử dụng bát 30 từ 220 côn 100 thì hiện sớm với Tín Mimi. Có 4 đôi rồi, không có nhiều nhé. Theo số điện thoại là 0948 388 448, xin này là 0948 388 448. Tín Mimi ở Cổ Giang, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc các bác nhá. Vâng, các bác thấy video hay nhớ cho Tín Mimi một like, bấm đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được video tiếp theo các bác nhá, ủng hộ cho Tín Mimi. Vâng, xin chào tất cả quý vị và các bạn.